Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889 Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau chỉ 3 đồng 99 chí tại tiệm McDonald's có tham gia vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. À, thưa quý vị, một cái nghiên cứu mới đây của Money Re. Người ta nói rằng á, trừ những cái người nào mà sống ở dưới một cái tảng đá giống như bị đá đè thì mới không thấy được cái sự thay đổi của cái đời sống hàng ngày. Có nghĩa là vật giá nó quá là leo thang. À, nhà cửa, à, thức ăn, xăng dầu, tất cả mọi thứ nó đều tăng lên hết. Uh, thì người ta cũng đo được, người ta uh, thử làm một cái nghiên cứu ở 75 cái thành phố lớn Để xem coi rằng là uh, cái sự thay đổi khi mà vật giá leo thang như vậy thì tiền lương có tăng hay không Thì trong số những cái thành phố mà người ta nghiên cứu đó Thì thành phố ở tiểu bang California mà có cái mức mà lương tăng cao nhất hết thảy Đố chú là ở đâu? Fresno à, ở Fresno no trong lạ, chỉ ra yeah, rất là lạ là chỉ trong uh, từ hồi đầu năm đến nay cái tiền lương ở nơi này trung bình đó, là tăng 8% là tăng cao nhất nhưng mà họ nói mặc dù là tăng cao nhất như vậy nhưng mà so ra đó với những cái nơi xung quanh đó thì cái lương mà uh, giờ trung bình ở đây vẫn thấp hơn một số nơi thì quý vị sẽ thấy ở Fresno ở Fresno Ngọc Lan nhìn đọc cái lương trung bình giờ đó Đảm Người gì? ta tìm được là 28 đô 28.3 đô Một Cao giờ Cao lắm á Dạ yeah. uh, Thì cái trung bình mà đã thay đổi uh, Trong thời gian qua đó là 7.86% uh, Trong khi Sacramento Thì cái lương trung bình giờ đó Là bây giờ là 34.4 đô la Cao Điên ghê đó ha dạ yeah. uh, nhưng, nhưng mà minimum cái... wage là bao nhiêu mà họ minimum wage thì của tất cả cali của tiểu bang california bây giờ chỉ là 15 đô la thôi nhưng mà ở cái khu vực này uh, mặc dù nói là minimum wage tức là nơi nào cũng phải trả như vậy là tối thiểu nhưng mà khi người ta tính cái giờ kiếm được trung bình á là họ cộng hết người giàu người nghèo gì cộng thì nó ra được cái mức này cho nên nhưng mà thấy cái mức này mình đôi khi mình cũng hơi chạnh lòng uh, ở ngay cái khu vực gần đây đi ở Los ở Los Angeles thì cái lương trung bình á họ tính là 36.9 đô la một giờ cũng cao lắm. Dạ, yeah. cái mức lương mà tăng trung bình ở trong trong năm ở tiểu ở ngay Los á là 5.73%. trăm. ở gần mình đây Riverside, Riverside cái mức lương trung bình á là 28.10 cent một giờ sau ở đây trong này họ không có nêu ra ở uh, Orange County yeah. yeah. cao nhất đó là ở San Jose cái lương giờ trung bình tính ra là 49 đô la một giờ thì không biết mình ở đây mình sẽ nằm ở trong cái mức nào nhưng mà họ nói à, mặc dù là cao nhất là 49.5 đô la nhưng mà so với cái tốc độ thay đổi á, thì họ thấy rằng cái lương đó nó đang bị thấp đi đang bị thấp đi là 0.5 12 phần trăm thì với cái sự mà thay đổi như thế này mặc dù nói là ở fresno mà người ta đã đưa ra đó uh, cái lương là tăng lên như vậy gần gần 8%, trăm nhưng mà cái lạm phát á trong thời gian qua họ đo được là hơn 9%. phần trăm cho nên mặc dù tăng như vậy vẫn không thể nào theo nổi theo đổi cái uh, gọi là cái dịp sống nó thay đổi thì không biết rằng là uh, ở đây á um, ở Bakerfield mà lương họ tính ra lương trung bình kiếm được hàng giờ cũng là 29.7 thì không biết ở đây tất cả khán giả của mình hay là mọi người sẽ thấy lương mình có đáp ứng được cái những cái điều này hay là không để thấy rằng như thế nào. Đó là đối với lại tiểu bang California thôi. Đối với một số tiểu bang ở những đối với một số nơi ở các tiểu bang khác đó thì cái lương trung bình họ tính ra giờ đó đã tăng hơn 10%. Ví dụ giống như là ở Detroit nè, Austin nè, rồi ở một số những nơi ở Florida nè thì tăng hơn 10% nhưng mà vẫn không theo được cái mức độ mà lạm phát. Tới một cái tuổi nào đó thì cái gì cũng tăng. tăng máu, tăng đường, tăng mỡ Nhưng mà có một cái giảm đó là giảm lương, giảm lương. Thưa quý khán giả của Ngọc Lan Cái Fresno của miền Bắc California đó là một cái vùng mà có một cái cộng đồng rất đặc biệt là cộng đồng H'Mông. Ừ. À, chúng ta biết là H'Mông là một cộng đồng mà có liên hệ với uh, những sắc dân ở phía bên Lào và đặc biệt là thiểu số của Việt Nam. Nhưng mà Hờ Mông tại Fresno được báo chí Mỹ họ chú ý đấy là bởi vì nó có một cái hiện tượng mà giờ phút này y học vẫn không muốn giải thích được là có một số người H'Mông tính theo tỷ lệ so với những sắc dân khác họ ngủ họ chết oh. họ chết trong giấc ngủ. Tôi có một anh bạn trẻ lắm, lúc đó chúng tôi cũng mới qua Mỹ, khoảng 30 mấy tuổi thôi. Anh ta là người Hờ Mông. Chờ anh ta đi San, Hồ, San Diego về, trên đường 3 giờ sáng về, vui vẻ lắm, đi làm báo với nhau. Sáng sau được tin anh ta chết. Tức là anh ta trong giấc ngủ thì anh ta chết. Mà cái số người sống tại Hờ Mông mà bị uh, mất mạng trong giấc ngủ đó, nó cao rất nhiều so với tất cả những cộng đồng sắc dân khác thì bây giờ người ta chỉ đưa ra một cái lời giải thích có tính cách giả đoán thôi là những người Hèm Mông đó họ bị một cái tiếng gọi có tính cách tâm linh nào đó của cái vùng núi rừng mà họ đã từng sống thời niên thiếu và lớn lên đó. thì uh, họ bị uh, mất mạng nhưng mà người Hèm Mông trong chiến tranh Việt Nam uh, được uh, tuyển dụng vào một cái lực lượng gọi là chiến tranh mà những người đó không có tên tuổi tức là đánh đánh những mặt trận mà trong ba chiến trường Việt Nam Lào và Campuchia đó để mà họ um, do Mỹ trả tiền trực tiếp không có bà không có cái gì đó quân số vân vân à, chết thì được bồi thường cho gia đình một khoản tiền nào đó đặc biệt thôi nhưng mà không coi như là không có hiện diện ở trong quân đội ừ. một cách tóm tắt thì thưa quý khán giả chiều ngày hôm nay 5 giờ giờ California tức là 8 giờ tối giờ tại Washington DC ủy ban điều tra vụ bạo loạn 6 tháng riêng của hạ viện hoa kỳ sẽ tiến hành cái vụ điều trần được mô tả là buổi điều trần chót tuy nhiên ông benny thompson là chủ tịch của ủy ban điều tra nói rằng vẫn không có loại bỏ là có thể có những cuộc điều trần kế tới nữa tối ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe đặc biệt về một cái vấn đề là tại sao trong lúc những người bạo loạn ủng hộ ông trump nó tấn công tòa nhà quốc hội cái thời gian kéo dài 137 phút, tức là 2 tiếng 17 phút. Ông Donald Trump hoàn toàn tuyệt đối im lặng, không nói một cái gì cả. Theo như cái record mà ghi lại, ừ. chứ người ta không biết lúc đó ông tách ra hoặc ông điện thoại với ai. Thì để mà hướng dẫn cái cuộc điều trần ngày hôm nay, đã ủy ban chọn hai người đều là cựu quân nhân Hoa Kỳ. Thứ nhất là bà dân biểu Alan Luria của Đảng Dân Chủ. Bà đã phục vụ trong Hải quân Mỹ 20 năm. Người thứ hai là dân biểu Adam Kinzinger là cựu phi công và đã từng tham chiến để chiến trường Afghanistan tại Iraq. Ông Kissinger là người của Đảng Cộng Hòa. Cái chủ đề chính là họ muốn đưa một cái nhân vật rất là quan trọng, tức là phụ tá Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Matthew Pottinger ra điều trần ngày hôm nay. Đồng thời họ cũng sẽ mời luôn một người từng là phu uh, tá về tham vụ báo chí tòa bạch ốc uh, ra để mà nói về những cái khoảng những cái khoảng khắc vào ngày chót tức là ngày mùng 6 tháng riêng khi khi xảy ra bạo loạn và đặc biệt là cái tâm lý của ông Donald Trump ngày mùng 7 tháng riêng ông đã tức giận như thế nào ông đã khó chịu như thế nào ông đã có những phản ứng như thế nào vào cái sáng ngày mùng 7 tháng riêng và trong suốt ngày mùng 7 tháng riêng nữa thì, thưa quý vị bà matthew sẽ là một trong những nhân chứng nhưng mà hôm nay sẽ có những cái đoạn video clip mà ủy ban sẽ chiếu đó là tin mà họ phỏng vấn sáng nay trên đài national public radio đặc biệt là chiếu về ông uh, uh, về là um, uh, luật sư của tòa bạch ốc uh, là ông uh, uh, sẽ lên tiếng để cho biết rằng ông đã kể cận ông trump Trong ngày 6 tây giáng nghiêng như thế nào và khung cảnh Ngày hôm đó ra sao? Có hai câu hỏi. Tại sao cho tới phút này, ủy ban chưa mời trực tiếp ông Trump hoặc ông Pen ra trả lời? Thì đêm hôm qua, ông Thompson là chủ tịch ủy ban nói rằng chúng tôi không loại bỏ bất kỳ một um, tình huống nào cả, tức là có thể. Cái điều thứ hai là tại sao họ phải làm gấp? Bởi vì là tháng 7, tháng 11, mùng 8 này là cuộc bầu cử dưới nhiệm kỳ nếu như Đảng Cộng Hòa mà chiếm lại được đa số tại Hạ Viện á, thì cái việc làm đầu tiên của những vị dân biểu Đảng Cộng Hòa là gì? Là dẹp ủy ban ngay. Ừ. Thành thử ra bây giờ phía bên ủy ban 9 người, 7 người dân chủ, hai người Cộng Hòa họ phải làm tất cả những cái gì có thể làm được trước ngày 8 tháng 11. dạ yeah. Xin mời quý vị cùng trở lại với nhà báo Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại.